Hello anh em, hiện tại thì Huy lại đang có mặt ở tại An Giang rồi. Hôm nay là xuống đây là trời mưa rất là to nha mọi người. Hôm nay là tiếp tục bàn giao một cấu hình Lion Array ADD Pro. Hôm nay sẽ là Lion Array 30 nha mọi người. Súp mẫu mới, súp 50 từ 280 và cô 125, mẫu này rất là lực. Và Array 30 thì sẽ có tủ cắt C giống như thế này luôn nha mọi người. Hiện tại thì trong một cái tủ này là một cặp loa Array 30. Hai cặp Array này, một cặp súp này. Bên này là tủ máy thì chúng khách hàng đã có sẵn một con đẩy rồi, thì bên Huy sẽ lắp mixer rồi vang rồi quản lý nguồn vô và sẽ sử dụng con đẩy cũ của chú nha. Thì nhà của chúng khách hàng là ở bên này nè mọi người, nhưng mà xuống đây là giờ trời mưa to quá, bên đó đang bị ngập nước ấy. Cái nền bên dưới đang bị ngập, như thế là bên Huy sẽ để loa bên này setup, bên này setup xong sẽ chuyển qua bên nhà cho chú nha. Và xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Không gian ở đây thì cũng không được rộng lắm hai anh em. Và bên ngoài đây trời đang mưa này. Bây giờ thì để bên Huy sẽ sắp đặt hai vế loa, sẽ đặt ở hai bên, sẽ đánh ngược qua bên này, đánh qua thẳng bên này ha. Cái súp có vẻ hơi bị nghiêng đúng không? Nó nghiêng vô trong. Một cái trong đó, một cái để ngoài này luôn này. Để ngoài này này. Ở đây là súp mẫu mới, to. To, đánh rất là bạo lực ha. Rồi ok, qua bánh luôn. Rồi, đây là Array 30. Một cái tủ cắt xe này thì chúng ta sẽ đựng được một cặp Array ở bên trong. Đây là Array 30 nha mọi người, nhỏ gọn, hiệu quả. cho qua bên trái xíu đi, qua bên phải chút. Rồi. Khóa cái bánh trước này luôn. Ok. Rồi, một vế bên Huy đã lên xong, một súp và một cặp Array 30. Tiếp tục lên vế thứ hai. Là vế thứ hai. Bỏ qua đây này, lát bỏ máy tính. Đừng có cái kéo cái dao. Dạ, lấy một con được rồi chưa? Rồi, cấu hình hôm nay bên Huy bàn giao tiếp tục là có cả TV nha mọi người. Một cái màn hình 40 inch ở đây. Bộ máy thì cũng đã lên xong. Bộ máy thì đi mixer CMF 1000 bản cao cấp. Thì bên dưới là bên Huy sẽ xử lý ở trên vang số One of Field X10 Plus. Thì bản chất là cái con mixer CMF 1000 bản cao cấp là cái tiếng echo và reverb nó cũng rất là hay rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta mà móc cái tiếng effect rời từ con vang số này lên ấy, thì tiếng nó còn hay hơn nữa, nó còn mịn màng hơn nữa hả mọi người. Ở đây thì có một bộ micro không dây này, một con quản lý nguồn One of Field 802, và bên dưới thì đi một cục đẩy 4 kênh FB10000Q. Đây là dòng đẩy nguồn xung hai anh em, 1300W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Còn về cấu hình loa thì chúng ta sẽ sử dụng là một cặp súp đơn 50. Đây là súp đơn mẫu mới rất là to và đánh rất là bạo lực nha anh em, từ 280 và cô 125. Bên trên thì sẽ đi hai cặp Ray 30, nhỏ gọn, hiệu quả. Dòng Ray 30 thì cái lợi thế của nó đó là cái tiếng nó rất là sạch sẽ, rất là rõ ràng. Và Array được trang bị đế, súp được trang bị đế luôn nha anh em. Đó, đế súp, đế Array luôn. Cái súp này để lên đây tương đối là cao. Nếu mà tính cả cái đế này từ dưới đến đây thì khoảng tầm là 1 mét ha mọi người. Và chúng ta kê cái Array lên tương đối là cao, có hai cặp Array lên rất là cao. Thì bộ này có thể là làm được khoảng tầm 350 khách. Nhưng mà hôm nay là chú khách hàng là đầu tư bộ này về
chỉ để chơi gia đình thôi, chỉ để chơi gia đình nha mọi người. Một cái cấu hình âm thanh quá là dữ luôn. Nhà gia đình mình ở bên đó hả? Là giờ về đây chơi, chơi có một tuần là mình đi thôi. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình về đây một lần chú? Khoảng 3 tháng hoặc 6 tháng về một lần. 3 tháng hoặc 6 tháng về một lần đúng không? Dạ. Lúc nào thích là về. Dạ. Giờ có loa mới rồi, hôm nào mà thấy buồn buồn là bắt máy bay về đây. Ca hát một vài bữa là ta đi. Để ca xong là cứng tống lại là. Dạ. Ở đây thì ít có người chơi. Dạ. Cũng karaoke nhưng mà thì cái dạng này thì nó bự thì thử chưa biết mấy đứa em nó có chơi không không biết. Dạ. Con thấy chú là có vẻ là đam mê ca nhạc lắm đúng không? Thì đam mê thôi chứ cái dạng này thì cũng biết rồi. Dạ. Nếu karaoke không thì đâu có cái dạng dạ. Nhiều. Quá dư đúng không chú? Thì cặp loa nếu vậy tính ra cặp loa này hai loa bass này một cặp là nó tính ra nhiêu watt? Một cái của nó là okay. Lên tới 1500W một cái. À. Hai cái là lên tới 3000 rồi. Ừ. Dạ. Lớn lắm. Vậy là cái comment là 1300W thì chắc là đủ. Nhưng mà nó mấy ôm? 8 ôm hay 4 ôm? Dạ loa là 8 ôm ạ. Loa dạ loa 8 ôm. Còn bass 4 ôm 8. Cái loa của mình là 8 ôm hết. Nhưng mà khi mà mình set up thì hai cái loa dưới súp ở dưới là mình chạy 8 ôm, còn bốn cái loa trên nó sẽ chạy 4 ôm. À. Dạ. Nhiều quá. Dạ, dạ dạ chú. Để con set up luôn cho chú ha. Dạ. Rồi bắt đầu lên nhạc anh em. Ở đây thì toàn bộ là máy tone này. Lên lớn chiếu nước đi Phương. Cho lớn lên chút nữa xem. Tivi vô xíu nó rớt này, cái chân này, kéo vô. Đúng rồi. Alo.
Rồi toàn bộ đã xong. Bây giờ bên tôi sẽ đóng hết lại, đóng tủ lại, đóng array lại và chuyển qua bên nhà cho chú nữa nè mọi người. Đây nhà chú này. Xuống bên này luôn đi. Quá đẹp.